Chào các bạn. Và tiếp theo trong cái chương trình thi chứng chỉ YouTube của Học viện Sáng tạo thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là thi chứng chỉ khoa học kiếm tiền từ quảng cáo. Phần 1 là cách thức hoạt động của quảng cáo. Thì cái phần này là rất đơn giản cho nên là các bạn cứ làm nhá, làm lần lượt đi, vì cái phần này là tôi đã lướt qua rất nhanh rồi, không cần phải để ý nhiều, và chúng ta sẽ sang cái bài học thứ tư là chỉ cần làm theo các bước như thế này là được. Còn bài học từ 1 đến 3 thì nó rất là đơn giản. Ta chỉ cần qua nhanh và đến bài học thứ tư là ta sẽ xong cái khóa học kiếm tiền từ quảng cáo ở phần 1 rồi. Đây, các bạn cứ xem cái phần tôi làm như thế này là được. Đấy, ta cứ điền tương tự như thế, có mỗi mình bài 4 là nhiều cái câu hỏi trắc nghiệm nhất thôi, còn các cái câu trước thì nó không đáng kể và nó cũng không phải là quan trọng lắm. Đấy, như thế ta đã làm xong rồi. Đấy, sau khi làm xong rồi thì chúng ta thoát ra ngoài thì chúng ta sẽ thấy được là các cái phần mà chúng ta đã hoàn thành. Đấy, những cái mà có dấu tích xanh tức là chúng ta đã thi xong rồi. Đây, cái phần 1 là kiếm tiền từ quảng cáo, phần 1 cách thức hoạt động của quảng cáo, đấy là có dấu tích xanh là chúng ta hoàn thành rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai. Nè, kiếm tiền từ quảng cáo phần thứ hai là sáng tạo nội dung. Đây, trong này thì cũng có một số các cái bài học thì chúng ta bắt đầu học từ bài 1. Thì đây, cái phần video thì chúng ta có thể là chúng ta xem hoặc là không xem thì tùy. Đây, chúng ta mở các cái phần nội dung ra để chúng ta xem. Rồi, cái phần này không có câu hỏi. Sang cái bài học thứ hai. Bài học thứ hai cũng có cái nội dung để cho chúng ta học. Và cái phần này cũng không có cái câu hỏi bài làm của cuối bài, cho nên là rất đơn giản đối với chúng ta. Rồi, chúng ta có thể đọc để chúng ta hiểu về cái nội dung của cái phần này. Đây là cái khóa học kiếm tiền từ quảng cáo của Học viện Sáng tạo YouTube. Đấy, cho nên là các bạn học đầy đủ được cái kiến thức về mình. Đây, chúng ta có thể xem qua. Đấy là cái bài thứ hai. Bây giờ sang cái bài thứ ba. Bài thứ ba thì chúng ta thấy là có một số cái câu hỏi trắc nghiệm dành cho chúng ta. Nội dung của bạn có chứa ngôn từ không phù hợp hoặc dành cho người trưởng thành không? Bố mẹ xài đâu rồi? Đấy, chúng ta đánh dấu một cái từ không, người không có chứa các cái ngôn từ không phù hợp. Đấy, đây là có 11 câu hỏi, rất là nhiều. Đấy, chúng ta trả lời xong rồi chúng ta bấm vào tiếp theo. Đấy, chúng ta làm lần lượt này. Nội dung của bạn có nội dung người lớn bao gồm cả ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm không? Thì chúng ta bấm vào không. Rồi. Đấy, chúng ta bấm vào tiếp theo, trả lời hết các cái câu hỏi này để chúng ta sang bài khác. Đối với cái khoa học này thì nó không có cái phần thi cuối kỳ, tuy nhiên là YouTube vẫn sẽ công nhận cho chúng ta là chúng ta đã hoàn thành cái khoa học này. Rồi, bấm vào tiếp theo. Nhưng mà nó phải không có các cái vấn đề này thì mới có thể bật kiếm tiền được. Ta hiểu đơn giản là như thế. Rồi. Ta thấy cái mỗi đáp án nó hiện lên cái màu xanh, cái vòng tròn quanh cái con số đó thì coi như là chúng ta làm đúng. Còn nếu như mà nó không hiện cái màu xanh ở các cái con số đấy thì nó là chưa đúng. Rồi, đây là có 10 câu. Rồi, câu thứ 10. Nội dung của bạn có chủ đề người lớn lồng ghép
vào nội dung gia đình hay không. Thì phần này ta có thể chọn cái câu thứ ba. Câu này là nó hiện lên cái màu đỏ, cho nên là câu này nó cũng sẽ không hợp lý. Nên ta chọn được cái câu tiếp theo. Câu trên cũng tương tự như thế, nhưng mà câu thứ ba là chúng ta thấy là nó sẽ hiện lên cái màu xanh, thì chúng ta sẽ chọn được. Chúng ta chọn đến câu thứ ba. Rồi, như thế được. Bây giờ chúng ta bấm vào gửi. Rồi, chúng ta có thể đọc cái nội dung để chúng ta biết hơn, biết rõ hơn về cái điều kiện của YouTube. Rồi, ta bấm vào gửi. Rồi, thế là đã xong. Bây giờ sang cái bài học tiếp theo, đây là bài thứ tư. Bài thứ tư này ta có thể xem video hoặc là có thể xem cái bản ghép lời ở dưới này. Phần này cũng không có cái bài kiểm tra, cho nên là ta cũng không cần phải làm. Ta chuyển tiếp sang cái bài thứ năm. Đây, bài thứ năm thì cũng không có cái phần kiểm tra, cho nên là như thế coi như là ta đã đọc các cái thông tin và hoàn thành cái khóa học của YouTube phần 1 và phần 2. Phần 2 là sáng tạo nội dung phù hợp với nhà quảng cáo. Nên là sáng tạo nội dung. Vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn các bạn là cách thi chứng chỉ của Học viện YouTube đấy, với khóa học là kiếm tiền từ quảng cáo. Và rất mong rằng với video này sẽ giúp ích cho quý anh chị được rất nhiều trong việc mà thi lấy chứng chỉ của YouTube có tác dụng là trên toàn cầu. Và trong video sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta thi tiếp một số chứng chỉ của các cái khóa học tiếp theo. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.